Em Tiến kính chào toàn thể quý vị các bác của anh em nhé. Trong video clip buổi tối ngày hôm nay, em Tiến vừa mới về một đôi loa Bose 301 AV monitor chỉ đỏ, một trong những đôi loa nó đứng đầu về trong phân khúc, tức là có sức cân nặng về thân thùng loa cũng như là có cái sức chịu đòn lớn nhất trong 3 biến thể, ví dụ như là Bose 301 Series 3, Bose 301 AV Monitor, Bose 4.2 Series 2. Thì đây là một trong những đôi loa có cái sức nặng và cái sự chịu đòn, chịu nhiệt mạnh nhất trong các dòng loa Bose. Phải nói đến từ một từ là các dòng loa Bose, thì cái em Bose 301 AV Monitor là một cái em Bose có cái sức chịu đòn lớn nhất trong các loại loa Bose các bác nha. Đấy. Và tiếp theo thì em Tiến giới thiệu với quý vị các bác anh nhà chúng ta về một con âm ni Sansui rất to, rất gấu, rất khỏe. Đó là chiếc âm ni Sansui model AU9900. Em báo giá luôn con này. Con âm ni này có giá 3,2 triệu. Các bác đã thấy đáng chơi chưa? Một con âm ni vô cùng đáng chơi, rất là đẹp luôn anh em nha. Rất là đẹp. Đây hai cái lắp của nó ở đây. Tí em sẽ lắp lại cho quý vị các bác của anh em. Thế thì về trong tổng thể của lòng âm ni thì các bác nhìn này, cái đây là cái cầu đấu dây loa và trên này có cái chức năng nằm rè nhé, có cái chức năng nằm rè trên này đấy, đường nằm bao rè, và có cầu A, có chức năng đánh cầu A và cầu B. Thì tốt nhất là thứ nhất là về cái lòng phèo của em nó, thì đây là các cái linh kiện vỉ mạch và bên đây là sò sắt. Thì em này em sử dụng trong đồng mình là 8 con sò sắt các bác nha. Đánh 8 máy chạy 8 con sò sắt zin nguyên bản hết. Và 4 tụ lọc nguồn các bác nha. 4 tụ lọc nguồn. Và đây là tăng phô điện to, rất to các bác nha. Rồi. Chiếc âm ni này có nguồn điện 100V. Công suất tiêu thụ đánh loa là 180W các bác nha. Công suất tiêu thụ đánh loa 180W. Còn âm ni tương đối đẹp. Giá 3,2 triệu anh em nhá, 3,2 triệu, cực kỳ đáng chơi đấy anh em nhá. Tí em sẽ test đồ cùng cái đô la bốt này cho anh em. Đấy, bây giờ thì chi tiết mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với đôi loa Bose 301 AV monitor này. Đôi loa Bose 301 AV monitor có cái ngày sinh là ngày 28 tháng 5 năm 96 các bác nhá, ngày 28 tháng 5 năm 96. Rồi, một trong những siêu phẩm đẹp nhức lách luôn các bác nhá, 7 màu đẹp nhức lách các bác nhá. Điều nó đẹp thế không biết các bác nha, đẹp kinh điển luôn. Bây giờ cho anh em xem vào nhận của nó này. Ấy, anh em thấy không? Đẹp, mỡ mờ luôn. Đây. Ấy, đẹp chưa? Bên trong này, thùng vàng óng, bông trắng tinh các bác nha. Đây, để đây. Đấy. Rồi. Bạt cực đẹp, gân zin, gân này em bao cho quý vị các bác anh chúng ta chơi 15 nữa anh em mới phải thay anh em nhá. Rồi. Đẹp chưa này? Ui giời. Em chụp ảnh lại rồi các bác nhá. Đấy, ui giời, đẹp như kiểu vàng luôn các bác. Đúng là đẹp như vàng luôn, vàng 4 số 9 cara. Các bác nhá. Rồi. Và trong cái con tụ phân tần của loa Bose 301 AV gồm có 6 linh kiện, gồm có một tụ vàng Mexico, 3 bóng đèn, 1 trở sắt và 1 tụ mong mỏng nữa để hỗ trợ cho 3 bóng đèn. Rồi chịu nhiệt cực kỳ là tốt và tối đa. Và cái sức chịu đòn của nó em đã nói rồi, trong các dòng Bose không có một em nào mà có cái sức chịu đòn lớn bằng em AV cả các bác nhá. Tiếng của nó rất hay, mạnh mẽ, khỏe. Đấy, anh em nhá. Một đôi loa bát các bác thấy nhá, nó quá đều, quá đều màu và gân cũng đều màu. Đấy. Các bạn thấy nhá, gân zin trùng seri nhá, nó rất là đều với nhau luôn. Rồi bây giờ em xin được tạm dừng video và sẽ lắp ráp lại đôi loa này hoàn chỉnh và sẽ đã đến kia lên kia test cùng với con âm ni các bác nhá. Rồi, ok rồi quý vị các bác anh em nhá. Thì trong trước màn hình, quý vị các bác anh em chúng ta đang được thấy là em đang có hai đôi loa Bose 301 AV monitor chỉ đỏ, giá tiền ngang với nhau các bác nhá, 12 triệu 300 ngàn đồng một đôi. Hàng tất tật tật là em bao zin, bao đẹp từ đầu đến đuôi cho quý vị các bác của anh em. Và chúng ta đang được thấy một em chân dài tới lách
đó là đôi loa Bose 10.2 Sony 2, hàng đẹp, gân zin trùng Sony, thiếu hộp xốp, còn nguyên cả tem sơ đồ ở phía sau. Tối hôm qua, trong buổi đêm ngày hôm qua, trước video này một hai video gì đó, thì cũng là video trong buổi tối hôm qua thì em cũng đã test và cũng quay chi tiết về đôi loa Bose 10.2 Sony 2 cho anh em. Anh em có thể tìm lại video xem và nghe bản test. Đôi loa Bose 10.2 Sony 2 thì em Tiến đang có giá bán là 20.500 đối với một đôi loa đẹp mộc không tì vết. Đó là đôi loa Bose 10.2 Sony 2, cấu hình 2 bát 20 và 2 con loa tép. Còn hai đôi AV monitor chỉ đỏ thì em Tiến đều có giá tiền là 12.300.000 đồng một đôi các bác nha. Bây giờ kính mời toàn thể quý vị các bác các anh em chúng ta hãy cùng đi đến bản test. Đó là em test một con Omni Sansui AU9900 chạy 8 sò sắt các bác nha. Chạy sò công suất là 8 con sò sắt, công suất 180W, đó là công suất tiêu thụ loa điện 100V, có chức năng nằm dè đánh cầu A, cầu B và có rất nhiều hệ thống ăn chơi ở trước mặt chúng ta đây. Thưa quý vị các bác của anh em, chiếc Omni rất đáng chơi trong cái tầm giá là 3.200.000, các bác không chơi chơi cái gì nhá. 3.200.000 đồng, một mức giá vô cùng đáng chơi. Và bây giờ kính mời toàn thể quý vị các bác các anh em chúng ta hãy cùng đi đến với ngoại hình của đôi loa Bose 301 AV monitor chỉ đỏ này các bác nha. Đẹp không tì vết luôn. Bose 301 AV monitor, hàng được sản xuất tại Birmingham, USA, Mỹ. Có cái trở kháng là 8 ohm, công suất 150W trên một thân thùng loa. Có cái số Sony là 89233 các bác nha, 89233. Bây giờ mời quý vị các bác các anh em ta em hãy sẽ cởi mở e-căng ra và sẽ test. Tất nhiên là video nào cũng vậy, em cứ cởi mở e-căng ra thôi, còn đâu là cái tuyến loa bát, loa tép thì về lấy em cũng đã quay trong ngoài cho các bác các anh em chúng ta rồi. Còn đâu đây thì em mở ra và quay ngoại hình cho anh em thôi. Còn đâu tí nữa nhá, khi mà vừa bật nhạc là em cũng ra quay chi tiết cho anh em vừa nghe và vừa ngắm nhá. Đây này, tất cả các bác các anh em chúng ta nhìn này. Đó là thân thùng này, em nói với quý vị các bác các anh em chúng ta là đẹp không tì vết, là không tì vết luôn các bác nha. Đấy, số Sony 89233 trùng với nhau, trùng từ trong ra ngoài anh em nhá. Và bây giờ kính mời anh em chúng ta hãy cùng đây em mở lốt ke căng ra và bật nhạc test cho anh em luôn. Giá 12.300.000 đồng một đôi nha anh em nhé. Và trước khi đến với bản test nhạc thì em sẽ cho quý vị các bác anh em chúng ta xem về tuyến loa đôi còn lại. Đây này, tất cả là hàng em bao zin bao mộc đét là đẹp cho anh em nhé. Kể cả hai đôi loa này thì gân của nó là em bao cho toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta chơi 15 nữa mới phải thay anh em nhé. Gân zin em bao cho quý vị các bác anh em chúng ta chơi 15 nữa anh em mới phải thay các bác nha. Đó, rất đẹp luôn. Thế chứ. Đấy. Rồi, em mở một chiếc này. Một chiếc này, nó đẹp lắm các bác nha. Em chưa lau bụi các bác nha. Đẹp lắm nhá, chưa lau bụi này anh em này. Đôi này cũng 12.300.000 đồng và đôi dưới bản đăng test cũng 12.300.000 đồng. Bây giờ kính mời toàn thể quý vị các bác các anh em chúng ta cùng lắng nghe âm thanh và chất âm của bộ phối ghép cực kỳ hợp lý này. Vừa nghe vừa hát karaoke âm đi khỏe. Âm đi này anh em thêm con vang vào là anh em hát thôi các bác nhá. Vài câu làm tin thế
dần thần nên thư của anh vẫn là thư linh trong đêm rừng sâu đèn sao sáng soi vài câu viết vội vài dòng chân thành mong người em ấm